Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục hành trình đi thăm lời, thì cũng lâu rồi Dương không có đặt lời. Hôm nay Dương có đặt ba mươi mấy cái lời ở khu vực Long Thành, thì hôm nay Dương sẽ đi thăm và quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Thì giờ Dương tới cái bãi lời của Dương rồi, thì Dương sẽ đưa cô chú anh chị mình đi thăm luôn. Thì trước tiên là Dương tới cái lời nha, thì đặt cái đường đi luôn nè. Hôm bữa là Dương đặt ở đây nè. Rồi, mình đi thăm luôn. Thì ở đây là cái lời đầu tiên của Dương. Có gì nha. Cái lời này thì có một con cua thôi. Rồi Dương bắt con cua này ra để thấy nó kẹp lủng lờ. Dạ, hai con. Dạ. Đây hai con cua đậm. Kẹp đá. Dương thăm mấy cái mà chưa thấy gì hết á. Cái này có cá gì đây? À, cá sạc cá rô không? Thì mấy cái la đầu tiên của Dương là chưa có cá nha. Trời chỉ mưa đen hết nè. Thấy cá lóc chèn vào luôn. Trong cái con cỏ này như cái đạn cái nè. Có gì nè. Có khi cái sạc cá lóc nhỏ chưa không bắt luôn nha. Thì cái lần thăm đầu tiên này Dương không bắt cái nhỏ nha. Vừa đặt cái này như chỗ nào đây, chỗ cái chỗ như vậy cỏ đây nè. Khui đây, khui. Wow, cái này là được gặp cái lóc rồi nha nè, nhưng mà không có bự nha. Quên lấy bàn tay rồi. Đây, được gặp cái lóc không có bự nè. Đây có mấy bé trâu nè. Mấy bé trâu ăn cỏ nè. Mình né đường cho nó đi. Rồi. Chừng tới cái loại tiếp theo. Đây là xạ chứ không phải là đặc. Ui. Cái này được con cá sạc thôi. Dương sẽ đặt lại nha. Đây, cái này. Có gì không đây? À, cá rô. Thì cá này hơi nhiều nên Dương bắt mấy cá rô bự bự này nha.
con cá rô trong trọng nè, nhưng con cá chê vàng Dương bắt được vàng con. Cái chê vàng cỡ này nè, chiên ăn mới ngon nè. Này lợi dương đây có gì không? Đây một con cá lóc nha, đã nè, con này bự đó. Con cái lờ của Dương đây nè, đúng rồi, đúng rồi. Này, sát bên luôn này, xả cho lờ cái gì thôi, cạn với ta. Ý, một cặp cá lóc luôn nha. Wow wow, ở đây thấy vậy mà ngon quá. Này, cặp cá lóc luôn, bự nha. Nói chung là hôm bữa giờ mình không có đặt lờ lại tại vì em đi làm đó. Wow, giữa ao luôn nè, có gì không? Có sạc cái rô con rồi, thôi đặt giữa ao hồi dở hơn con mé đó. Đây cái lợn ngóc cái đầu lên nha, thì Dương thấy cái lợn ngóc đầu lên thì Dương nghĩ có cá đó. Thường thường cá nó tung á, ngóc cái đầu lên. Cá bự luôn á, rồi coi coi. Đây một cặp cá bự nha. Wow. Nó tắp con kia chóc da dễ như vậy. Này. Ôi tắp con này. Sằng mình luôn nè. Wow, con này bự nè, đã chưa? Cái lời Dương đặt cặp đừng đi á, người ta xịt nhiều quá cho nên không có cá mà không đây. Đây, đây tới cái lời nữa. Đây cái lời này Dương thấy nhẫm đầu lên nữa nè. Đó. Hui. Wow, ba con. Ba con cá lóc luôn nha, cái lời này ba con luôn. Hôm nay trúng đậm rồi. Đây. Cái này ba con luôn nha. Tới chút này đây. Có gì không đây?
Em thấy cái lầu lờ này cũng ngóc lên nên không biết có cá không à. Mà sao ngóc lên không có cá là sao? Lên giả rồi. Ở trước này nè. Ở đây. Mình xin lỗi. Đây cái lờ đây. Như Dương thấy có con cua đó. Khui coi. À, được một con cá lóc nhỏ với con cua. Mình Dương bắt cái cá nhỏ này đi. Cua luôn. Giờ Dương đặt lại đây nha. Bây giờ hy vọng là bắt xong. Trời ơi, cá phi nó vô nó chết chân luôn. Mèn ơi. Chú cha ơi. Cá phi vô nó chết nè. Trời ơi. Ở đây nước nóng quá mà. Chịu không nổi nó chết. Uống ghê trời. Này mấy ký cá phi luôn á. Rồi đi xin cầm cái lồng bên cạnh. Đặt cái lồng luôn nè. Có dụng đây, giờ lên cây, khui. Rồi ốc không. Dương thấy người ta có mấy người ta câu cá đây. Dương còn đây 5-6 cái lờ, Dương thấy cái lờ này nhiều có cá đó nha, Dương thấy nước nó quẳng lên nè. Khui đây. Ngon ạ. Đây, một cái lắc khủng như này. Nhiều có cá rồi. Ây da, lọc thu lù luôn. 6 con ta thường đi gặp chứ. Ôi, ai giục cái lợn mình lên vậy? Ai thăm hay là cá dính ta? Chắc ai làm chứ sao à? Chỗ mình đặt mình đẩy ký lắm mà. Ở trên rồi. Mấy người này cũng ngộ thiệt chứ. Đây là cái gốc này đi dùng con cái nữa nha. Cái này như đặt xếp ngoài. Khui cái. Đây. Thì cái này đừng con. Lóc không bự nha, thì dùng bắt luôn.
thì chết quốc rồi. Rồi, nhưng còn cái lợi cuối cùng nữa nha. Thì cái buổi sáng đi thăm lợn của Dương tới đây là Dương kết thúc nha. Thì tí nữa Dương về Dương sẽ quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay cũng được hơi khá khá xíu, lâu lâu mình đặt lại nhưng mà cũng được khá khá xíu, cũng có mấy cái bị ta thăm nhưng mà không sao, đừng mất lợn của mình là được. Bây giờ mình về thôi, tí nữa mình quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem luôn. Mệt quá. Thì Dương vừa thăm lợn về tới nhà nha, Dương sẽ đổ cái thành quả ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay cũng khá khá xíu. Nói chung thì cũng ổn. Cái rô của tôi đây nè. Đây là cái thành quả của Dương ngày hôm nay nè, chắc tầm cũng hơn 3 kg. Cái hành trình đi thăm lợn của Dương tới đây là kết thúc nha. Dương chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị cái hành trình đi thăm lợn sau thì Dương sẽ quay tiếp tục và chia sẻ đến cô chú anh chị mình xem nha. Thì nếu cô chú anh chị mình thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Dương nha. Dương cảm ơn cô chú anh chị và bye bye cô chú anh chị.